Chào bạn, hôm nay mình sẽ mang đến một vụ án về kẻ sát nhân máu lạnh lập dị, thích sống phiêu bạt trong rừng đã làm chấn động một vùng quê Yên Bình. Tina Herman là một người mẹ đơn thân, sống một mình với hai đứa con tại vùng nông thôn của núi Vernon, Ohio, một thị trấn nhỏ với nhiều công viên và khu rừng. Tại đây, mức độ an ninh cao và tỷ lệ tội phạm rất thấp, với dân số vào năm 2010 là khoảng 17.000 người, thế nên nó được xem là một thành phố yên bình, đáng sống. Con gái của cô là Sarah Menard, 13 tuổi, rất xinh đẹp. Con trai là Cody Menard, 11 tuổi, giống y hệt mẹ. Mặc dù cô với người chồng cũ Larry đã ly hôn, nhưng họ vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết. Do vậy, Larry vẫn thường xuyên đến thăm các con mỗi cuối tuần. Tuy nhiên sau đó, vì tính chất công việc phải đi xa, nên tần suất gặp mặt giữa họ đã giảm dần. Tina làm việc tại một cửa hàng kem địa phương. Cô có mối quan hệ rất tốt với đồng nghiệp. Thế nhưng mối quan hệ giữa cô cùng bạn trai mới là Greg thì lại xuất hiện nhiều vấn đề. Họ luôn cãi vã cũng như xảy ra tranh chấp. Thế nên Tina đã nghĩ tới chuyện sẽ chuyển nhà đến một nơi khác dưới sự giúp đỡ của Stephanie Sprang, người hàng xóm của cô. Stephanie, 41 tuổi, lớn hơn Tina 10 tuổi, là mẹ của ba đứa bé. Hai người có nhiều chủ đề chung, vì vậy dần dần họ trở thành những người bạn rất thân thiết. Ban đầu mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng dự định. Các con của cô đều dần lớn lên và họ cũng đang có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Thế nhưng không ai có thể ngờ rằng một thảm họa bất ngờ phá hủy tất cả. Vào ngày 10 tháng 11 năm 2010, một ngày thứ ba bình thường, và Tina phải đi làm, tuy nhiên đến 4 giờ chiều mà Tina không xuất hiện tại tiệm kem. Tina nổi tiếng là người làm việc chuyên nghiệp vì không bao giờ tới muộn. Thậm chí, ngay cả khi có chuyện, cô cũng chắc chắn sẽ gọi trước để thông báo. Do vậy, việc vắng mặt không lý do và không thể liên lạc được của Tina thật là kỳ lạ. 2 giờ sau đó, quản lý quyết định báo cảnh sát. Khi cảnh sát địa phương nhận được cuộc gọi, họ lập tức đến nhà của Tina vào khoảng 7 giờ tối. Nhưng ngôi nhà thì hoàn toàn vắng vẻ và không có bất kỳ một người nào hết. Cảnh sát liên tục gõ cửa trong một thời gian dài để chắc chắn là không có ai trong nhà thì họ mới rời đi. Vì cho rằng có thể cả gia đình Tina đã đi ăn tối và xem phim ngoài thành phố, nên có lẽ sẽ quay lại vào buổi tối. Tuy nhiên mãi đến ngày tiếp theo, gia đình Tina vẫn không xuất hiện. Thậm chí kỳ lạ hơn là người thân của Stephanie cũng gọi báo cảnh sát rằng Stephanie đã không xuất hiện kể từ chiều hôm qua và không ai có thể liên lạc được với cô. Do vậy, suy đoán gia đình Tina đi ăn tối và xem phim đã sai, và cảnh sát thì cũng nhận ra rằng vấn đề này không hề đơn giản. Sáng sớm hôm sau, trường học cũng đưa tin là hai đứa con của Tina, gồm Sarah và Cody, cũng mất tích. Tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi mà cảnh sát chuẩn bị quay lại nhà của Tina để kiểm tra một lần nữa, thì có một cuộc gọi từ người quản lý của Tina. Người này nói rằng, sau sự việc báo cảnh sát vào tối hôm trước, cô không thể yên tâm nên sáng sớm hôm sau, cô đã lái xe đến nhà của Tina để kiểm tra thì phát hiện chiếc xe bán tải của Tina đã biến mất và không có ai trong nhà. Cô nhìn qua cửa sổ thì bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Do vậy cô quyết định phá cửa, trèo vào bên trong thì thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Đó là trải dài khắp căn nhà rộng lớn đó là đầy rẫy những vết máu. Nghe đến đây, cảnh sát lập tức triệu tập người đến nhà Tina, và sau khi tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, họ phát hiện trên sàn nhà, phòng khách, hành lang đều có các dấu vết máu kéo dài. Đi theo hướng vết máu, họ bước tới bên cạnh phòng tắm, và khi nhìn vào bên trong thì họ thực sự bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt. Bao quanh phòng tắm đều là máu, thậm chí còn có cả những dấu chân máu rải ra khắp sàn. Rõ ràng là có một vụ án giết người tàn ác xảy ra ở đây. Liệu bốn người mất tích đã gặp phải chuyện gì? Một điều kỳ lạ nữa là sau khi tìm kiếm hết mọi ngóc ngách trong nhà, cảnh sát vẫn không phát hiện được bất kỳ một cái xác chết nào. Cảnh sát đã cử một lực lượng lớn tìm kiếm tại khu vực xung quanh, thế nhưng việc này trở nên rất khó khăn vì có nhiều khu rừng địa phương ở đó. Cư dân địa phương sau khi biết tin cũng tự nguyện tham gia vào đội tìm kiếm. Tuy nhiên, dù nỗ lực thế nào thì họ vẫn không tìm thấy dấu vết của bốn người mất tích. Trong khi tìm kiếm, cảnh sát cũng đang cố gắng làm rõ vụ án của gia đình Tina càng sớm càng tốt. Tại nhà của Tina, cảnh sát đã tìm thấy găng tay, dung dịch tẩy trắng, các vật phẩm khác. Dường như có người muốn phá hủy chứng cứ, thế nhưng sau đó thì từ bỏ. Trong bếp có hai túi hàng hóa mới mua, có vẻ như chưa kịp dọn dẹp, và trên biên lai thì ghi thời gian mua hàng là vào khoảng 12 giờ trưa. Trong gara cũng có nhiều vết máu cùng với một dấu chân máu kích thước nhỏ hơn một đôi giày hiệu Airwalk.
Sau đó cảnh sát cũng tìm thấy hộp giày này trong phòng của con gái Tina, là Sarah. Do vậy, cảnh sát nghi ngờ rằng cô bé Sarah đã mang giày này rời khỏi nhà, nên có khả năng là cô còn sống. Ngoài ra thì xe hơi của Tina đã biến mất, cửa gara cũng bị hỏng. Cuối cùng, cảnh sát tìm thấy một túi chống nước và túi rác cỡ lớn mới mua. Mặc dù không có biên lai mua hàng, nhưng từ túi đựng có thể thấy rằng chúng được mua từ siêu thị Walmart. Kết hợp với những thông tin này, cảnh sát đưa ra một sơ đồ tổng quan về quá trình. Không có dấu hiệu đột nhập vào nhà, nên họ suy đoán hung thủ có thể xâm nhập vào nhà qua cửa gara bị hỏng. Tina đã mua hàng và trở về nhà vào khoảng 12 giờ trưa thì vừa kịp gặp hung thủ. Sau đó, cả hai con của Tina là Sarah và Cody đã trở về nhà và cũng bị tên hung thủ phát hiện. Hắn tấn công trực tiếp bọn họ, nhưng có lẽ vì nhanh nhẹn nên Sarah kịp thời trốn thoát. Còn người hàng xóm mất tích, Stephanie, được cảnh sát cho rằng trong khi cô đến thăm Tina vào buổi chiều thì gặp hung thủ. Thông thường thì trong những gia đình gặp chuyện như vậy thì đầu tiên chắc chắn cảnh sát sẽ nghi ngờ những người thân thiết. Do vậy, họ tìm đến bạn trai của Tina là Greg. Greg nói rằng vào sáng ngày mùng 10, anh ta đã ra ngoài đi làm khi trời vẫn chưa kịp sáng và buổi tối cũng không trở về nhà nên không biết chuyện đã xảy ra. Nghe có vẻ như không đáng tin cậy, nhưng sau cuộc điều tra của cảnh sát, họ xác nhận Greg nói đúng. Có nhiều đồng nghiệp có thể làm chứng cho anh ta, vì vậy nghi ngờ đối với anh ta được loại bỏ. Sau đó, cảnh sát bắt đầu chú ý vào gói vải chống nước và túi rác cỡ lớn tìm thấy tại hiện trường vụ án, vì thông thường những vật này có thể là do hung thủ đã mua chúng để xử lý xác của nạn nhân. Từ camera an ninh của siêu thị Walmart gần đó, họ nhanh chóng tìm thấy người mua các vật phẩm. Nhưng không may là hình ảnh lại không hề rõ, chỉ có thể nhìn thấy đó là một người đàn ông trẻ, cao to. Hắn ta điều khiển một chiếc xe màu bạc Toyota Yaris và biển số thì cũng rất mờ, hoàn toàn không thể nhìn rõ. Trong khi đó, một đồng đội cảnh sát khác ở cách nhà của Tina khoảng 10 km đã phát hiện ra chiếc bán tải của cô. Nó trông khá sạch, trong khoang chỉ có 2 bình ga trống. Cảnh sát chỉ còn cách bắt đầu điều tra tất cả các chủ nhân xe đi hiệu Toyota Yaris trong cộng đồng. Điều tra sâu hơn, một người lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Hắn mặc đồ giống y hệt ảnh trên giấy phép lái xe. Và kỳ lạ thay, bộ đồ này giống với người đàn ông đáng ngờ được ghi lại trên camera. Với những bằng chứng này, hắn trở thành nghi phạm hàng đầu. Đó là Matthew Hoffman, 30 tuổi, sinh ngày 1 tháng 11 năm 1980 tại Fulham, Ohio. Về tuổi thơ của Matthew, cảnh sát không có nhiều thông tin. Họ chỉ biết hắn sống khá tốt. Nhưng vào tháng 8 năm 2000, khi Matthew 20 tuổi, hắn xâm nhập vào một căn nhà tại Colorado để trộm cắp. Sau đó, để che đậy tội lỗi của mình, hắn đốt cháy căn nhà này. Đám cháy lan ra các căn nhà lân cận, gây thiệt hại khoảng $2 triệu. Sau sự việc, Matthew bị bắt, bị kết án về tội phóng hỏa, đột nhập trái phép cùng các tội danh khác nên ngồi tù 8 năm. Trong nhà tù, vì có thái độ cải tạo tốt, nên Matthew chỉ mới ngồi có 6 năm là được thả. Sau khi ra tù, Matthew đã chuyển về sống tại Fulham, Ohio và mua một căn nhà để sống cùng bạn gái cũng như con trai. Sau đó, hắn ta tìm được một công việc cắt tỉa cây và vô cùng thích công việc này vì hắn là một người yêu thiên nhiên và cây cối. Mặc dù hắn không thể hòa nhập với đồng nghiệp, thế nhưng ông chủ của hắn đánh giá hắn rất cao, thậm chí còn nhận xét rằng chàng trai này tuy ít nói nhưng rất biết cách làm việc. Hàng xóm của Matthew thì cũng cho biết hắn là một người tốt, thường xuyên giúp đỡ hàng xóm trong việc đưa đón trẻ em đi học. Hơn nữa mọi người đều có ấn tượng về sự hào phóng của hắn. Thế nhưng tất cả mọi thứ đã thay đổi không lâu sau đó. Trước tiên, Matthew mất việc vì ông chủ phát hiện hắn giấu giếm quá khứ tội phạm của mình. Sau khi bị sa thải, Matthew thất nghiệp nên sống nhờ vào tiền trợ cấp. Vào năm 2010, Matthew bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Hàng xóm thường thấy hắn leo lên cây trong sân nhà và ngồi một mình trên cây để suy tư. Hắn ta còn treo một cái giường nhún trên cây và đôi khi nằm lì trên đó. Ngoài việc đi vòng quanh cây trong sân nhà, hắn cũng thường xuyên đi đến khu rừng gần đó để thu thập lá cây. Matthew mê cây cối điên cuồng. Ngoài ra hắn còn đặt nhiều cái bẫy trong sân nhà để bắt sóc, nhưng điều đáng chú ý là hắn không bắt sóc để chơi mà để ăn. Hầu hết những con sóc bắt được đều bị hắn nướng chín. Sóc là một loài vật để nuôi như thú cưng, vậy làm sao hắn có thể ăn thịt một con sóc được cơ chứ?
Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy kinh tởm. Do vậy, bạn gái của hắn cũng không ngoại lệ. Cô ngày càng thấy bất an trước hành động của Matthew, nên cuối cùng cô đã rời đi cùng với đứa con của họ. Cô nói với cảnh sát rằng Matthew đã từng bóp cổ cô, khiến cô gần như ngạt thở tới chết. Ngày 14 tháng 11, tức là 4 ngày sau khi vụ mất tích xảy ra, cảnh sát đột nhập vào nhà của Matthew. Họ đập cửa rồi lao thẳng vào trong và phát hiện Matthew đang nằm trên ghế sofa tại phòng khách. Cảnh sát kiểm soát Matthew, còn hắn thì trông rất bất ngờ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Căn nhà của Matthew được trang trí rất kỳ quặc. Trên sàn nhà phòng khách chất đầy những đống lá cây dài. Trong phòng tắm, đồ đạc được xếp gọn gàng nhưng cũng đầy lá cây. Tất cả các số lá cây trong nhà tích hợp lại lên tới hơn 100 túi. Trên tường trong nhà bếp còn có một số bức tranh kỳ lạ. Sau khi tìm kiếm trong nhà một vòng, cảnh sát vẫn không tìm thấy bất kỳ một dấu vết nào của 4 người mất tích. Tuy nhiên, cảnh sát tình cờ phát hiện một cánh cửa dẫn đến căn hầm dưới lòng đất. Trong căn phòng tối tăm, họ cuối cùng tìm thấy Sarah vẫn còn sống. Cô bé bị trói chân và cuộn tròn trong một tấm chăn. Xung quanh và dưới tấm chăn cũng đầy lá. Tới đây, cảnh sát chính thức xác định Matthew là kẻ giết người. Thế nhưng liệu 3 người còn lại còn sống hay không? Và họ đang ở đâu? Khi áp giải Matthew về đồn để điều tra tung tích 3 người còn lại, cảnh sát đã nghĩ rằng cuộc thẩm vấn sẽ suôn sẻ vì trông hắn rất trung thực. Nhưng thực tế là nó vô cùng khó. Matthew im lặng như tượng, không một lời giải thích và cũng không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào hết. Từ hình ảnh giám sát, mọi người có thể nhận ra rằng nếu như không nhìn thấy hắn nuốt nước bọt thì chắc hẳn không ai biết liệu hắn còn thở hay không. Một số cảnh sát cho biết trong suốt nhiều thập kỷ làm việc họ chưa từng gặp nghi phạm nào như vậy. Tuy nhiên, dưới sự kiên nhẫn của cảnh sát, phản ứng duy nhất của Matthew cũng được diễn đạt một cách đầy ngụ ý. Trái tim của hắn đã tan nát và vỡ thành trăm mảnh. Ngoài ra thì không có thêm bất kỳ thông tin nào về tung tích 3 người còn lại. Cuối cùng, cảnh sát thay đổi kế hoạch. Họ quyết định áp dụng phương pháp dịu dàng hơn là để một nữ cảnh sát tiến đến thẩm vấn và còn mua pizza cho hắn. Cuối cùng, vào lúc mọi người đều tưởng rằng cách này đã thành công, khi nghe thấy hắn chấp nhận khai tất cả mọi thứ, thì niềm vui đó lập tức bị dập tắt bởi vì điều kiện của hắn. Hắn muốn mình sẽ giả vờ bỏ trốn để cảnh sát bắn chết hắn. Rõ ràng là cảnh sát không thể chấp nhận điều kiện này, nên họ lại lâm vào bế tắc. Sau vài ngày suy nghĩ, cảnh sát đã sẵn sàng thương lượng. Họ đưa ra điều kiện là nếu Matthew tiết lộ vị trí của 3 người còn lại thì họ sẽ giảm mức án tử hình và tối đa là chung thân. Đối diện với điều khoản cực kỳ hấp dẫn này, hắn đồng ý. Hắn khai rằng 3 người đó đã chết và nơi chôn xác họ thì nếu hắn không nói, chắc chắn cảnh sát có tìm cũng không thể nào thấy. Ở trong một khu bảo tồn tự nhiên rộng lớn gần đó, xung quanh đều là cây lớn và tại đây xuất hiện một cái cây cao khoảng 18 mét, có một điểm đặc biệt, tuy nhiên rất khó nhận biết. Nhìn bề ngoài nó khá bình thường, nhưng thực tế cây này đã bị bệnh nên có một lỗ lớn ở giữa. Matthew sử dụng dây và dòng dọc để đưa 3 người, Tina, Stephanie và Cody một cách khéo léo đến trước những chiếc lỗ giữa 3 nhánh cây rồi ném xác họ vào trong, bao gồm cả chú chó của Tina. Vì lỗ cây quá cao và hẹp nên cuối cùng cảnh sát đã phải đốn cây thì mới mở được một cái lỗ. Cuối cùng họ đưa được xác của 3 người ra ngoài. Quả thật là không thể phủ nhận, nếu Matthew không tiết lộ, có lẽ cảnh sát không bao giờ tìm thấy vị trí của nạn nhân. Sau đó Matthew tiếp tục kể lại quá trình tội phạm. Hắn nói rằng khi bản thân đang cắm trại trong rừng, hắn thấy gia đình Tina rời đi nên nhanh chóng lẻn vào nhà qua cửa gara với ý định là trộm cắp chứ không hề định giết người. Tất cả mọi thứ đều là sự tình cờ, bất đắc dĩ. Thế nhưng cảnh sát thì không tin, vì trong nhà Matthew có hóa đơn mua dao, găng tay, băng keo và khi hắn thực hiện việc sát hại nạn nhân, hắn đã sử dụng con dao mà mình mua. Nếu chỉ đi ăn trộm, tại sao lại cần mang theo dao? Matthew kể lại rằng lúc đó hắn tưởng gia đình Tina sẽ về rất muộn nên mới dám lẻn vào nhà. Nhưng mà không ngờ, Tina bất ngờ quay lại vào buổi trưa và gặp hắn. Trong khi xảy ra tranh chấp, hắn đã giết chết đối phương. Sau đó, người hàng xóm Stephanie đến tìm Tina và nhìn thấy trong nhà có vết máu nên hắn đã quyết định giết luôn cô ấy và con chó của Tina để bịt đầu mối. Sau đó, hắn kéo 2 người vào phòng tắm để chuẩn bị phân xác, thì lúc này, 2 đứa con của Tina bất ngờ đi học về. Hắn đã có ý định tiếp tục giết người, nhưng khi nhìn thấy cô bé Sarah 13 tuổi, hắn lại bắt đầu có ý nghĩ dâm đãng. Hắn bịt mắt cô bé, nhốt cô vào căn phòng khác, rồi tiếp tục đi phân xác 3 nạn nhân trong phòng tắm.
Sarah không biết chuyện đã xảy ra. Cô liên tục gào khóc xin tha thứ, nhưng không thể thoát được con thú tàn bạo trong người Matthew. Hắn đưa Sarah vào dưới tầng hầm nhà mình và xâm hại cô bé. Điều đáng nói hơn là Matthew không hề tỏ ra hối lỗi. Hắn cố gắng giải thích rằng bản thân đã đối xử rất tốt với Sarah khi cùng cô xem phim, chơi trò chơi điện tử và thậm chí còn làm hamburger cho cô ăn. Thậm chí ngay cả khi cảnh sát không đến thì hắn vẫn sẵn sàng để Sarah đi. Ngoài ra, Matthew cũng rất bình tĩnh trước tòa và thoải mái thú nhận 10 tội danh của mình. Cuối cùng, hắn nhận án tù chung thân, không ân xá. Mặc dù Matthew đã nhận tội và bị kết án trước công lý, nhưng hắn từ chối nói chuyện và đưa ra rất ít manh mối về vụ việc, nên không ai biết được động cơ phạm tội của hắn. Trong tù, sự yêu thích của Matthew về lá cây, cây cối đã dần phát triển thành dấu hiệu của một loại bệnh rối loạn tâm thần và hoang tưởng. Điều này cũng lý giải tại sao hắn lại giấu thi thể nạn nhân trong khu rừng mà hắn quen thuộc. Trong nhà tù, Matthew thể hiện bản thân giống như khi được thẩm vấn là một người trung thực. Vì vậy, các bạn tù khác thường bắt nạt hắn. Sau khi vụ án khép lại, công ty I Snow Queen tổ chức một sự kiện gây quỹ và quyên góp toàn bộ số tiền cho gia đình của Sarah cùng với Stephanie. Mọi người đều hy vọng có thể mang lại một chút sự an ủi và giúp họ. Về Sarah, người sống sót duy nhất, chỉ là một cô gái 13 tuổi nhưng phải trải qua một cơn ác mộng thì quả thật rất khó có thể chấp nhận. Tuy nhiên sau khi trải qua liệu pháp về tâm lý, cô đã vượt qua và trở lại cuộc sống. Cô cũng can đảm tham gia phỏng vấn cùng với cha mình để cung cấp thông tin chi tiết về sự việc. Trước khi bi kịch xảy đến với gia đình Peggy Clark, ngày 14 tháng 6, một tờ giấy được nhét vào hòm thư trước cổng nhà cô. Người viết thư yêu cầu cả nhà Peggy phải rời khỏi đó trong vòng 2 tuần nếu không muốn chết. Người phụ nữ cho rằng đây chỉ là trò đùa của ai đó cho đến khi cơ thể cô xuất hiện những dấu hiệu kỳ lạ. Nữ phục vụ bàn Peggy Clark kết hôn với Perlin Clark vào năm 1988. Trước đó thì hai người đều từng trải qua một cuộc hôn nhân. Sau ngày cưới, Peggy cùng con trai mình là Duan Tiberly chuyển đến sống cùng Perlin cùng con trai Travis Clark của anh tại thành phố Alturas, bang California của Mỹ. Ngày 23 tháng 10 năm 1988, Peggy Clark đột nhiên xuất hiện các triệu chứng của một căn bệnh không rõ nguyên nhân gồm buồn nôn, đau tức ngực và tứ chi cùng khó thở. Dù đã nghỉ ngơi nhưng tình trạng không hề giảm. Ngày hôm sau, gia đình đưa cô đi khám. Bác sĩ không thể phát hiện cô mắc căn bệnh gì. Peggy ở lại theo dõi trong 3 ngày rồi được xuất viện. Trở về nhà, các triệu chứng của Peggy ngày càng tồi tệ hơn. Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Những đứa trẻ trong nhà Clark, Travis và Dune cũng bắt đầu xuất hiện các triệu chứng tương tự. Hai đứa trẻ cảm thấy đau đớn khắp cơ thể, mất nước và không thể ăn. Vào ngày 30 tháng 10, Peggy, Travis và Dune cùng được đưa tới bệnh viện lớn. Bác sĩ bất lực nhìn người phụ nữ yếu dần mà không thể tìm ra liệu pháp điều trị. Lúc này thì tiến sĩ Richard Hosler, chuyên điều trị các căn bệnh thần kinh, nghi ngờ Peggy ngộ độc thallium, một hợp chất không màu không vị. Người ta thường dùng thallium để bẫy chuột, nhưng nhiều bang tại Mỹ đã cấm sử dụng nó. Trong vòng 24 giờ tiếp theo, các xét nghiệm đã xác nhận sự hiện diện của chất độc này trong cơ thể Peggy và hai con. Mặc dù đã tìm ra nguyên nhân và được điều trị tích cực, nhưng tình trạng của Peggy vẫn ngày càng xấu đi. Trong vòng một tuần sau đó, cô rơi vào trạng thái hôn mê. Và 3 tháng sau khi hôn mê, Peggy qua đời vào ngày 3 tháng 3 năm 1989. Khi đó tóc cô ấy rụng hết, một trong những dấu hiệu của nhiễm thallium. Hai con trai cô may mắn hơn vì họ sống sót và phục hồi sức khỏe, dù Dune phải nằm viện trong 2 tháng, còn Travis là 6 tháng. Vào tháng 11 năm 1989, sau khi xác định được các nạn nhân bị ngộ độc, cảnh sát đã tập trung tìm kiếm nguồn gốc chất độc này bằng cách thu thập mẫu từ các đồ vật trong nhà. Các nhà điều tra đã thu hồi một số chai Coca-Cola thủy tinh trong nhà bếp. 3 chai đầy, còn 4 chai đã cạn. Và chúng được gửi tới phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy chất thallium có trong 3 chai đầy và dư lượng thallium trong 4 chai rỗng. Kiểm tra nắp chai của 3 chai đầy, cảnh sát phát hiện ai đó đã mở chúng ra và rồi đưa trở lại bằng thiết bị chuyên dụng. Từ đó, cảnh sát xác định có dấu hiệu tội phạm. Câu hỏi đặt ra là chất độc đã tồn tại trong chai Coca-Cola từ quá trình sản xuất hay khi các nạn nhân đem nó về nhà. Số lô của các chai Coca-Cola cho phép cảnh sát biết được thời gian và địa điểm mà chúng sản xuất. Họ nhận định rằng không thể có 7 chai chứa thallium được sản xuất cùng nhau. Đại diện Coca-Cola khẳng định rằng họ không nhận bất kỳ báo cáo nào khác về việc nhiễm độc hoặc các mối đe dọa liên quan đến việc giả mạo sản phẩm. Sau khi xem xét các manh mối, lúc này cảnh sát cũng công bố cái tên nghi phạm đầu tiên là Perlin Clark, chồng của Peggy. Sự hoài nghi đổ dồn vào người đàn ông này vì nhiều lý do.
Nhóm điều tra phát hiện mối quan hệ giữa Pralin và Peggy trở nên căng thẳng vài tháng trước khi cô trúng độc. Ngoài ra thì Pralin từng ngoại tình, vắng nhà khi người vợ đổ bệnh và chần chừ không đưa vợ vào viện. Các con xác nhận Pralin không dành nhiều thời gian cho gia đình. Họ cũng không loại trừ khả năng cha muốn hại mẹ để thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt. Đặc biệt, Pralin là kỹ sư mỏ nên am hiểu về hóa chất và cũng có cơ hội tiếp xúc với Thallium. Cảnh sát sau đó xét nghiệm Thallium với tất cả thành viên còn lại trong gia đình để đảm bảo an toàn và tìm manh mối. Kết quả cho thấy họ đều nhiễm Thallium nhưng ở mức không nguy hiểm. Nếu Pralin đầu độc vợ và các con thì tại sao anh ta lại nhiễm chất độc? Với kết quả này, cảnh sát đã bỏ người chồng ra khỏi diện tình nghi. Pralin cung cấp một manh mối đáng chú ý. Trước khi Peggy trúng độc, ai đó đã nhét một tờ giấy vào hòm thư trước cổng nhà. Người viết yêu cầu cả nhà Peggy phải rời khỏi đó trong 2 tuần, nếu không sẽ chết. Kiểm tra đồ vật, cảnh sát tìm thấy nguồn thallium xuất phát từ những chai Coca-Cola nhưng không thấy dấu vân tay. 3 chai chưa mở nắp chứa lượng thallium đủ giết chết một người trưởng thành. Dưới kính hiển vi, chuyên gia phát hiện nhiều vết xước nhỏ li ti trên nắp chai, dấu hiệu cho thấy chúng bị tháo ra và thay thế rất tinh vi. Ngoài ra, thallium thông thường sẽ khiến cho đồ uống trào lên, đổi màu và tạo lớp lắng đọng dưới đáy, nhưng hỗn hợp này thì không hề có hiện tượng như vậy. Cảnh sát suy luận, kẻ bỏ độc chất có thể là người rất thông minh, hiểu biết về hóa học, là người đàn ông da trắng trong khoảng 35 tuổi, tính cách bị động, rụt rè, thích giải quyết xung đột một cách gián tiếp. Hắn thích đọc truyện, xem phim bạo lực và thường mơ về việc giết người. Có được những phác họa về tâm lý, cảnh sát chuyển sang điều tra hàng xóm xung quanh vì cho rằng kẻ gây án phải biết rõ thói quen của gia đình nạn nhân. Điều tra viên xác định một tuần trước khi trúng độc, nạn nhân từng to tiếng với cặp vợ chồng hàng xóm do chuyện bật nhạc gây ồn. Pralin cũng nói rằng hai vợ chồng hàng xóm từng rất bức xúc với gia đình anh nhiều chuyện. Cảnh sát sau đó tìm gặp vợ chồng hàng xóm. Người vợ là Tiana Carr, có bằng thạc sĩ hóa học, tốt nghiệp trường y, khoa chấn thương chỉnh hình. Còn người chồng là George Chappell, làm lập trình và viết cho tạp chí vi tính. Cả hai đều rất thông minh và là thành viên của Mensa, tổ chức dành cho người có IQ thuộc top 2% thế giới. Gia đình George Chappell sống trên khu đất liền kề nạn nhân Peggy Carr và Pearlin Carr. Hai ngôi nhà nằm giữa những lùm cây khá biệt lập. Những người hàng xóm gần nhất của họ cách đó khoảng 400 mét. Nhiều nhân chứng đã kể lại rằng, năm tháng George đe dọa, tranh cãi và thù hận với gia đình Carr. Alan Adams, người làm vườn cho George vào năm 1982 và 1983 cho biết thấy George luôn tỏ ra khó chịu và thường hét lên bằng những lời tục tĩu với bọn trẻ nhà Carr. George cũng không ít lần đe dọa sẽ giết chúng. Margaret Smith, người vợ trước của Pralin cũng nói với George không thích những con chó của cô. Vài lần cô thấy anh ta ném gậy vào chúng và chửi thề. Pralin nói rằng hai vợ chồng hàng xóm từng rất bức xúc các con khi các con của anh bật nhạc quá to. Ngoài ra thì hai vợ chồng hàng xóm cũng dọa kiện nhà Clark vì cải tạo nhà khi chưa có phép. Pralin ước tính anh đã có bất đồng với George ít nhất 10 hoặc 12 lần. Tháng 6 năm 1988, Pralin nhận được lá thư nặc danh viết rằng gia đình anh có 2 tuần để rời khỏi đây mãi mãi. Và đây không phải trò đùa, người viết nhấn mạnh. Bức thư được đóng dấu bưu điện tại Bartow, Florida. Mặc dù địa chỉ nhận thư của nhà Pralin và George rất dễ nhầm lẫn, nhưng bức thư đó viết chính xác địa chỉ của nhà Pralin. Khi được hỏi có đoán được lý do tại sao có người muốn hạ độc nhà Pralin, thì George Chappell trả lời, vì có thể có người muốn hại họ, muốn họ chuyển đi nơi khác. Điều tra viên lập tức sinh nghi vì giọng điệu và thái độ này tương tự như lời đe dọa nặc danh, trong khi bức thư thì chưa được công khai. Trong cuộc trò chuyện với George, điều tra viên nhận thấy sự thù hận, ghét bỏ của anh ta với gia đình Clark, ngay cả sau khi Peggy bị giết và những người còn lại trong gia đình thì cũng chuyển đi nơi khác. George dường như bị kích động. George Chappell khai không biết gì về chất thallium nhưng tìm hiểu thêm, cảnh sát biết được trước đó người này từng ngồi tù 2,5 năm vì tham gia chế biến ma túy đá thập niên 1970. Thallium là một trong những tiền chất được dùng để sản xuất loại ma túy đá này. Trong tù, anh ta từng dạy hóa học cho các phạm nhân khác. Nhóm điều tra nhận định George có động cơ sát hại các thành viên nhà Peggy vì xích mích. Anh ta có điều kiện bỏ thuốc độc vào chai Coca-Cola trong nhà Peggy vì khoảng cách gần giữa hai nhà. Tuy nhiên, cảnh sát không thể khám xét nhà George vì chưa có bằng chứng nặng ký. Cuối cùng thì cơ quan chức năng đã cử nữ đặc vụ Susan Gorek cải trang thâm nhập vào hội nhóm Mensa mà George và vợ thường tham gia hoạt động. Dù đã xác định được nghi phạm là hàng xóm của nạn nhân, nhưng cơ quan chức năng chưa thể tìm ra bằng chứng kết tội. Một ngày nọ, George nói anh ta và vợ sẽ chuyển tới thành phố khác nhưng chưa bán được nhà. Susan đề nghị anh ta cho cô thuê và George liền đồng ý. Chớp thời cơ, nữ đặc vụ chuyển tới khi nghi phạm chưa dọn xong đồ.
Ngay tối đầu tiên, điều tra viên lục soát toàn bộ đồ đạc, tịch thu toàn bộ chai, ống nghiệm chứa chất lỏng trong ngôi nhà để phân tích. Họ phát hiện một lọ màu nâu trong gara và một chiếc máy đóng nắp chai. Tiếp đó thì Susan hẹn gặp Chop và nói rằng hai cảnh sát đã gặp cô trong ngôi nhà mà cô thuê để hỏi về Chop. Cô nói hai nhân viên cảnh sát kia đang nghi thủ phạm đầu độc Peggy Clark và những người trong gia đình cô là Chop. Ngay lập tức, Chop trở nên mất bình tĩnh và cư xử rất lạ. Người này không biết rằng một nhóm cảnh sát đã theo dõi cuộc gặp từ xa và ghi âm, ghi hình mọi động tác của hắn. Đúng lúc này, các chuyên gia hóa học thông báo kết quả lọ màu nâu mà họ tịch thu có chứa chất thallium. Ngay lập tức, cảnh sát xin lệnh bắt Chop với cáo buộc sát hại Peggy Clark và âm mưu đầu độc cả nhà Clark. Khám xét nhà mới của Chop, cảnh sát tìm thấy một cuốn sổ viết tay có tên là Hướng dẫn hạ độc khái quát, tập hợp nhiều trích đoạn từ các sách về độc dược, một khổ trong đó ghi lại chi tiết cách dùng thallium. Ngoài cuốn sổ là cuốn tiểu thuyết The Pale Horse của Agatha Christie kể về dược sĩ giết người bằng thallium. Tất cả đều có dấu vân tay của Chop. Và cảnh sát tin rằng Chop rất khó chịu với gia đình hàng xóm. Khi đe dọa không thành, anh ta lén bỏ độc vào những chai Coca-Cola. Phiên tòa xét xử Chop kéo dài một tháng với hơn 70 nhân chứng. Nhân chứng cung cấp thông tin về những xung đột và thù hận kéo dài của Chop đối với gia đình Clark cũng như kiến thức sâu rộng của anh ta về hóa học. Cả việc anh ta sở hữu nhiều thiết bị phòng thí nghiệm, một số hóa chất độc hại và ghi chép về chất độc, cách phát hiện chất độc trong cơ thể con người. Phiên xử Chop diễn ra khá căng thẳng vì công tố viên không có bằng chứng trực tiếp để chứng minh sự liên quan, chẳng hạn như dấu vân tay hay là ADN trên các chai Coca-Cola. Luật sư bào chữa phản bác cho rằng không có bằng chứng chứng minh thân chủ đã mua Coca-Cola. Mọi chứng cứ kết tội George Chappell cũng có thể áp dụng với vợ của George Chappell, vốn là thạc sĩ hóa học. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn tin rằng xích mích giữa George và nhà Peggy là động cơ để người có bản tính như George sẵn sàng đoạt mạng những người hàng xóm. Bồi thẩm đoàn cũng nhận định việc George tích trữ thallium trong nhà và việc Peggy chết vì thallium liên quan tới nhau. Thái độ bất thường của bị cáo khi nữ mật vụ Susan nói anh ta là nghi phạm cũng củng cố niềm tin của bồi thẩm đoàn. Vào ngày 5 tháng 4 năm 1990, sau 6 giờ cân nhắc, bồi thẩm đoàn kết luận George phạm một tội danh giết người cấp độ 1, 6 tội danh cố ý giết người cấp độ 1, 7 tội danh đầu độc thức ăn hoặc nước uống với ý định giết người và một tội danh giả mạo sản phẩm tiêu dùng. Bản án cho người này là tử hình. Tòa kết luận vợ bị cáo không biết âm mưu này. Tuy nhiên George khẳng định mình vô tội, nhưng cả 10 kháng cáo sau đó đều bị bác bỏ. Với ý đồ kéo dài thời hạn thi hành án tử, George liên tục gửi đơn kháng cáo, song các thẩm phán đều không thay đổi bản án. Tới ngày 24 tháng 2 năm 2021, tức là 30 năm từ ngày tuyên án, Chop vẫn chưa phải thi hành án tử nhờ quá trình kháng án. Vào thời điểm đó, ông ta chấp nhận án phạt ở một trại giam tại thành phố Redford, bang Florida. Và đó là câu chuyện của hôm nay. Bạn thấy vụ án thế nào? Bạn có cảm xúc gì? Hãy cùng comment phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem tới phút cuối. Xin chào và hẹn gặp lại.